Xin chào các bạn, mình là Duyên và mình đến từ trường âm nhạc Adam Music. Đến với video ngày hôm nay sẽ là chủ đề rung môi có tác dụng gì? Mời các bạn theo dõi nhé. Rung môi có lẽ là một bài luyện thanh đơn giản nhất, cơ bản nhất, phổ biến nhất, ai cũng biết, ở trường nào cũng dạy, ở trung tâm âm nhạc nào cũng học và ở buổi học nào mình cũng thực hành. Đây là một bài tập mà ai cũng làm và có rất nhiều người làm, thực hành rất nhiều, nhưng mà lại khi mà hỏi đến cái việc mà tại sao bạn lại làm như vậy thì cũng ít ai trả lời chính xác. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do tại sao mà mình cần thực hiện cái bài tập rung môi này ở mỗi buổi học nhé. Đầu tiên, để tìm hiểu rung môi là gì thì các bạn hãy cùng thực hành với mình nha. Rồi, mình sẽ làm như sau. Mời bạn. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp theo ha. Đúng rồi, ok. Như các bạn đã thấy thì khi hát lên những nốt cao, chúng ta thường sẽ có xu hướng là tống hơi thở ra nhiều hơn, từ đó tạo áp lực lên thanh đới nhiều hơn và lâu ngày sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thanh đới của mình. Còn với bài tập này, đúng rồi, hơi thở của mình sẽ được điều tiết tốt hơn và sẽ tránh được việc tống hơi ra quá nhiều gây căng thẳng trong giọng hát. Đây là tác dụng đầu tiên của bài tập này ha. Chúng ta sẽ áp dụng bài tập này với nhiều mẫu luyện thanh khác nhau để có thể tạo thành thói quen điều tiết hơi ổn định hơn. Lợi ích thứ hai mà bài tập rung môi này mang lại đó chính là sự thoải mái, sự thư giãn ở các cơ vùng miệng và gò má. Khi mà bạn gồng ở vùng miệng này thì bạn sẽ không thực hiện được cái bài tập này đâu. Vậy mình thử nha. Đúng rồi đó, khi mà mình gồng cái cơ miệng lại thì chúng ta sẽ không làm được bài tập này giống như mình vừa mới làm hồi nãy. Rồi, bây giờ các bạn hãy cùng luyện thanh với mình với cái bài rung môi này theo những mẫu sau đây nha. Rồi, chúng ta sẽ làm như sau. 2, 3, vô. Đúng rồi, tiếp. Rất tốt ha, tiếp luôn. Đúng rồi. Không được gồng nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Nhớ bấm đăng ký kênh và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.